Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay rất vui được gửi tới các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cười nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Cười nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Vào lúc này, câu trả lời hiện ra vô cùng rõ ràng không ai khác ngoài cô gái biến màn hình điện thoại của anh ngập tràn những vì sao nho nhỏ thời yến thậm chí còn cảm thấy nâng ly cạn chén với mấy diễn viên này ở đây chẳng thà anh quay về xem trịnh thư ý diễn kịch còn hơn cái cô trịnh thư ý này mỗi một hành động của cô đều lộ rõ nét diễn giả chân nhưng có lẽ chính bản thân cô cũng không hề nhận ra cho nên từ trước đến nay thời yến chưa bao giờ đối xử với cô như một người phụ nữ đơn thuần từ lúc cô bắt đầu chủ động tiếp cận anh càng về sau lại bắt đầu giả ngây giả dại lúc nào cô cũng thể hiện ham muốn của mình mặc dù bây giờ vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng nhưng chắc hẳn cô đang muốn lấy được một thứ gì đó từ anh về điểm này thì từ trước đến nay thời yến chưa bao giờ nghi ngờ người mang theo mục đích tiếp xúc mình. Dù là nam hay nữ thì thời Yến đều đã thấy rất nhiều. Có mục tiêu là anh, mục tiêu là ba của anh, anh rể của anh, thậm chí là bạn bè anh. Những người này đều có đặc điểm chung chính là ai ai cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, biết ăn nói, làm việc kín kẽ, không có lấy một lỗ hổng. Mà người như Trịnh Thư Ý cùng lắm chỉ có thể coi là học sinh hạng bét. Nhưng cô lại hoàn toàn không tự nhận ra, còn tưởng mình cao tay lắm. Nhưng kỳ lạ là sau khi được bao bọc trong sự đáng yêu này, mục đích này lại biến thành viên đạn bọc đường, khiến người ta cam tâm tình nguyện nếm thêm một lần nữa. Khác hẳn với vẻ lạnh băng của bác Cảng Vân Loan, quán lẩu bên ngoài trường đại học Kinh tế và Tài chính lại chật kín cả người. Hơn 8 giờ rồi mà trước cửa vẫn còn một hàng dài đang xếp hàng chờ cũng may là trịnh thư ý lấy số từ sớm nên vừa đến nơi đã có bàn hai người tuy ngồi ở một cái bàn nhỏ nhưng đồ ăn đã chất thành đống cao nước lẩu trong nồi sôi sùng sục tất nhược san nếm hương vị mà mình mong nhớ đã lâu bất chấp hình tượng ăn đến mặt mày đỏ bừng bừng chờ đến khi cảm thấy đã đã miệng hai người mới bắt đầu thong thả vừa thả lẩu vừa nói chuyện phiếm hôm nay từ lúc gặp mặt ông cậu trong truyền thuyết của trịnh thư ý kia tất nhược san vô cùng kinh ngạc chủ đề nói chuyện không rời khỏi anh lấy nửa bước cô ấy như nhớ ra điều gì đó lấy điện thoại ra bấm vào vòng bạn bè của nhạc tinh châu mày có biết đến giờ tao vẫn chưa chặn thằng cha này là muốn xem thử coi hắn ta và con ả kia có thể làm mưa làm gió gì mày không biết đâu từ lúc hắn bắt đầu quen con ả đó đám bạn đại học đều ăn ý không bấm like cho hắn nữa nhớ lại hồi trước chỉ cần hắn ta đăng hình mày lên có biết bao nhiêu người bấm like chứ vừa nói cô ấy vừa refresh trang chủ liền phát hiện ra nhạc tinh châu vừa mới đăng bài mới cũng giống như mấy lần trước anh ta chỉ đăng một tấm hình của anh ta và tình yêu không kèm theo nội dung gì nhìn ảnh tất nhược san trống cằm câu mày lắc đầu bởi mới nói ông trời không bao giờ công bằng cả. Cùng nhà, Jen cũng không khác nhau là bao. Sao vẻ ngoài của con đây này lại như thế này nhỉ? Cô ấy chật chật lưỡi. Cô ta mới được 2 phần 10 của ông cậu mình thôi thì đám bạn học cũ đâu có hoảng sợ như thế. Một cái like cũng không dám bấm sợ phát hiện ra bạn học cũ của họ bị mù. Cô ấy lại nhảy, chê bai một hồi nhưng lại phát hiện ra trịnh thư ý không hề để ý đến mình ngẩng đầu lên trịnh thư ý đang cắn đũa không biết là đang suy nghĩ chuyện gì này tất nhược san hơ hơ tay trước mặt cô mày có nghe tao nói không đấy trịnh thư ý giật mình hoàn hồn lại ngước mắt nhìn tất nhược san sau đó bật cười thành tiếng tất nhược san ngơ ngác mày sao thế tao kể mày nghe thật ra hôm nay trước khi xuống xe thời yến có nói với tao một câu cô đặt đũa xuống ôm mặt cười híp mắt ông ấy hỏi tao sao không nói sớm cho ông ấy biết tao có bạn đến đón tết cùng trên phương diện này tất nhược san có kinh nghiệm hơn trịnh thư ý vừa nghe đã hiểu ra ngay cô ấy vỗ tay xuống bàn đưa ra kết luận có hy vọng rồi có hy vọng rồi anh ta vốn định đón tết cùng mày kết quả tao xuất hiện làm rối kế hoạch của anh ta trịnh thư ý gật đầu mạnh ý của anh ấy là như thế đúng không đúng vậy nhất định là thế tất nhược san mừng cho bạn nhưng hồi lâu sau mới nhớ đến bản thân mình thế mày đừng nói với tao là mày bỏ lại tao rồi đón tết cùng anh ta nhé trịnh thư ý đang nhai viên cá trong miệng không ử hử gì tao cho mày hay trịnh thư ý mày không được đối xử với tao như thế chúng ta có tình cảm bao nhiêu năm nay nếu Tết này mà mày dám bỏ dây tao, thì con đường sau này tao sẽ tự đi một mình tao. Tất Nhược San bỗng cảm thấy mình thật dư thừa, nhưng cô ấy lại không can tâm. Cô ấy gõ gõ lên mặt bàn, chân thành nói. Hơn nữa vào lúc này, mày càng phải thận trọng, nắm chắc tiến độ, mày có hiểu không? Nói xong, Tất Nhược San thấy mình như đang nói nhảm có thể trông mong gì vào một đứa thả thính sự chân mà ngay cả người ngoài cuộc là cô đây còn muốn đấm cho một cái. Trịnh Thư Ý tùy ý phất tay. Yên tâm đi, tao không bỏ rơi mày đâu. Nhận được câu hứa hẹn này của cô, Tất Nhược San mới yên tâm hơn một chút. Sau bữa ăn, hai người chuẩn bị đến phố đi bộ náo nhiệt nhất Giang Thành để đón giao thừa. Nhưng lúc đến đó khoảng 9 giờ hơn, nhưng lại quá đông người. Vì tránh xảy ra xô xát, cảnh sát giao thông đã bắt đầu kiểm soát giao thông và hạn chế người ra vào. Không được đi vào, nhưng hai người cũng không buồn mấy, dứt khoát mua đồ ăn vặt và rượu mang về nhà. Thoải mái ngồi ở nhà tám chuyện với nhau, cũng có thể xem là một cách để thư giãn. Đang cười cười nói nói, Trịnh Thư Ý vô thức vuốt ve điện thoại, nhìn thấy có tin nhắn mới, cô lập tức mở huy chat lên là tin nhắn chúc mừng năm mới từ một bạn học cấp 3. Trịnh thư ý xem tin nhắn, trả lời một tin, cảm ơn, rồi đặt điện thoại xuống. Ở cùng tất nhược san, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, dù hai người chỉ ngồi cạnh nhau tám chuyện. Đến khi ánh sáng của pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng, hắt bóng lên gương mặt của cả hai, hai người mới nhìn ra ngoài. Cả thành phố bỗng chốc sôi nổi trong chớp mắt, ánh đèn sáng chói, bầu trời đêm cũng vì thế mà sáng bừng lên. Ngày thời khắc tạm biệt cái cũ đón chào cái mới, điện thoại của hai người cũng liên tục rung lên. Nhóm bạn bè thân thiết và bạn bè xã giao cũng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới Tấp. Nhưng đa phần đều là tin nhắn gửi theo nhóm. Trịnh Thư Ý tinh mắt nhận ra tin nhắn của Thời Yến, trong hơn 100 tin nhắn nhận được, suýt nữa là cô đã lướt qua anh rồi. Mà nội dung tin nhắn anh gửi đến cũng rất đơn giản. Chúc mừng năm mới. Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát, nghiêm túc nhắn lại. Anh gửi theo nhóm ư? Chỉ có bốn chữ, qua loa quá rồi. Nhưng không chờ anh trả lời lại, cô đã nhắn tiếp gửi theo nhóm cũng không sao cả. Trịnh thư ý co chân lại, ngồi bên giường nhếch khóe môi, nở nụ cười kỳ quái, chăm chú nhìn điện thoại mà gõ chữ. Có thể nằm trong nhóm được cố tổng gửi tin nhắn cũng là vinh hạnh của em. Chắc hẳn địa vị của em cũng không tầm thường. Mặc dù chỉ có bốn chữ đơn giản nhưng lại quý giá hơn bất kỳ tin nhắn chúc mừng của những người khác. Lòng em bây giờ đang rất thấp thỏm, rất hồi hộp, không biết phải trả lời thế nào mới hợp với bốn chữ của thời tổng đây. Em rảnh lắm hả? Thời Yến nhắn lại một tin. Tất nhược san thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Lúc thì cười, lúc thì xị mặt. Cô ấy nhòi người tới xem thử. Trợn trắng mắt, không biết phải nói gì. Mày đừng để ý đến anh ta nữa. Cô ấy vừa dứt lời, tin nhắn mới lại hiện lên không phải em đang cùng bạn đón giao thừa sao vẫn còn rảnh nghĩ nhiều thế cả tất nhược san nhắc nhở bên tai không được trả lời đừng trả lời bây giờ mày đừng tỏ ra là mày dễ bị bắt chẹt có hiểu không hơn nữa khó khăn lắm hai đứa mình mới gặp được nhau chúng ta không thể tám chuyện cho vui vẻ hả trịnh thư ý ngẫm nghĩ cũng đúng tất nhược san lại nói tiếp mày nói mày muốn đi ngủ đi trịnh thư ý Mới 12 giờ thôi đấy, ai mà tin hả? Tất Nhược San mang vẻ mặt rèn sắt không thành thép dạy bảo cô. Mày quan tâm ông ấy tin hay không tin làm gì? Trịnh Thư Ý cái hiểu cái không gật đầu, gõ vài chữ, gửi sang cho anh. Nếu em nói em muốn ngủ, anh tin không? Tin nhắn gửi đi, quả nhiên bên kia chậm chạp, không có trả lời lại. Trịnh Thư Ý tiếp tục cùng Tất Nhược San vừa uống rượu, vừa tám chuyện bỗng nhiên trong một khoảnh khắc thoáng qua đầu trịnh thư ý bỗng lóe lên ngay lập tức cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn mình vừa mới gửi cho anh khóe môi cô cứng đờ vẻ mặt dại ra cô giật giật khóe môi vội vàng gõ chữ em không có ý đó anh đừng ngắt sai chỗ nhé hóa ra tin nhắn vừa rồi của trịnh thư ý có thể hiểu thành hai nghĩa nếu như ngắt không đúng chỗ em muốn đi ngủ anh tin không và em muốn ngủ với anh anh tin không trong lúc chờ đợi trịnh thư ý vẫn cứ khư khư cầm điện thoại trên tay cứ chốc chốc lại nhìn lên màn hình một lúc sau người bên kia cuối cùng cũng trả lời tin nhắn tôi ngắt sai chỗ nào trịnh thư ý hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại không có gì cô nhắn sao em đang nghĩ gì thế tin nhắn của anh nói rõ ra xem nào anh nhắn tiếp ở bên này tất nhược san đã mở một gói snack nhét đầy miệng nói chuyện không rõ ràng mày đoán xem xếp tao làm gì anh ta lại dám đẩy hết tội lên đầu tao đấy trịnh thư ý hoàn toàn không còn chú ý đến tất nhược san bàn tay siết chặt điện thoại nghiến răng đến đau điếng sao tay mày lại nhanh hơn não thế này Sao lại bổ sung thêm câu đó làm gì? Mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không tốt sao? Cô nhắn cho anh một tin. Xem như em chưa nói gì hết, chúc mừng năm mới. Đúng là được cười, giờ vào đâu ta phải gánh tội thay cho anh ta chứ. Tất Nhược San không hề phát hiện ra nãy giờ mình đang độc thoại, giọng nói vẫn còn rất kích động. Thời buổi này có ai trông cậy vào công việc đó để kiếm cơm hả? Tao tiện tay kiếm một công việc bán hàng, không lẽ không nuôi nổi bản thân, cho nên tao gửi thẳng bằng chứng sang cho sếp lớn, đồng thời gửi đơn từ chức. Ai thèm nhìn sắc mặt anh ta chứ? Điện thoại lại nhận được hai tin nhắn. Trịnh Thư Ý vừa nhìn thoáng qua, liền cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, không nhúc nhích. Thất Nhược San chờ cả buổi mà không thấy ai đáp lại, nhìn trạng thái của Trịnh Thư Ý, không cần xem điện thoại của cô cũng biết cô đang làm gì. Bỗng nhiên tất nhược san có cảm giác Người trước mặt mình bây giờ Chính là con ngốc hết thuốc chữa Cô vứt bịch snack xuống Đứng bật dậy Tao đi tắm Thời Yến nhắn Mau nói nhanh Đừng đợi tôi ngủ rồi em mới nói Trịnh thư ý nhìn hai dòng tin nhắn Bàn tay khẽ run rẩy Gương mặt dần dần ửng đỏ Tên Thời Yến này đúng là cố ý mà Còn làm bộ không hiểu nữa chứ người ta từ một suy ra ba, còn anh từ một suy ra ba trăm ba. Cô bẻ nhắn lại. Đã nói là không có gì rồi mà, anh phiền quá, em không suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ muốn phòng hờ anh suy nghĩ nhiều thôi. Em ngủ đây, bye bye. Cô quang điện thoại sang một bên, tiện tay túm một cây gối, rồi ngả người trên ghế sofa. Màn pháo hoa bên ngoài cửa sổ đã kết thúc, bầu trời đêm dày đặc vẫn được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ trịnh thư ý trợn trừng hai mắt nhìn trừng trừng mặt trăng đang treo lơ lửng ở trên cao bên tai nóng hừng hực lớp mây mù che khuất ánh trăng được một lúc chỉ hắt ra vài tia sáng lẻ loi một lát sau được gió thổi tản đi hiện ra một vòng cung cong cong trong màn đêm náo nhiệt qua đi thành phố cuối cùng cũng quay về với sự yên tĩnh từ góc nhìn ở bác cảng Vân Loan, mặt sông vẫn còn sóng sánh lấp lánh ánh sáng. Thời Yến gác hai chân lên ghế, nhắm mắt lại, ly rượu trong tay đã uống gần một nửa. Chờ đến khi điện thoại không còn động tĩnh gì nữa, anh mới đứng dậy, đi về phòng ngủ. Sáng đầu năm mới, không biết nhà nào rảnh rỗi mà lại đốt pháo ở dưới lầu. Từng trận pháo vang lên đùng đùng khiến trịnh thư ý và tất nhược san đang ngủ ngon cũng phải bật dậy ai đốt pháo thế hả? hôm nay là tết nguyên đán chứ có phải sáng mùng một đâu tất nhược san mở cửa sổ định mắng người nhưng vừa nhìn xuống thì chỉ thấy mỗi mặt đất toàn vỏ pháo không có lấy một bóng người đúng là không có tốt mà lần sau mà bị chộp được bà đây nhất định phải báo cảnh sát bộ không biết đốt pháo trong thành phố là phạm luật à đợi đến khi cơn gắt ngủ qua đi tất nhược san quay đầu lại mới phát hiện ra trịnh thư ý vẫn còn đang ngồi ở đầu giường hai mắt đờ đẫn mái tóc rối bù giống như bị hành hạ suốt cả đêm qua tất nhược san ngáp một cái rồi nói ngủ tiếp thôi được trịnh thư ý vuốt tóc mò xuống giường làm vệ sinh xong xuôi quay về phòng mở máy tính và điện thoại lên lần lượt gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho các đối tượng đã từng hợp tác phỏng vấn qua mail hoặc wechat không cần biết là bây giờ bọn họ có còn gặp nhau hay không đây là thói quen năm mới của cô nhằm giữ gìn tài nguyên tin tức tất nhược san ngồi trên giường yên lặng nhìn cô một hồi rồi mới hỏi mày đang làm gì đấy đừng làm phiền tao trịnh thư ý chăm chú nhìn màn hình máy tính kiểm tra đối chiếu từng câu từng chữ chỉ sợ mình lại đặt sai dấu câu. Chuyện tối qua đã để lại một bóng ma tâm lý khá lớn đối với cô. Thời Yến thì cũng đã đành, nhưng nếu phạm sai lầm với những người khác thì cô có thể đóng cửa bế quan 3 năm. Tất Nhược San nhìn cô gửi đi rất nhiều mail, rồi lại cầm điện thoại chọc chọc quẹt quẹt, nhìn không được mới hỏi. Đừng nói là mày gửi tin nhắn cho Thời Yến nha. Trịnh Thư Ý sửng sốt, cố ý đưa điện thoại sang cho tất nhược san nhìn không phải tao đang gửi tin nhắn cho bạn bè vậy thì tốt tất nhược san nằm thẳng cẳng trên giường một hồi mới chịu xuống giường lúc đi ngang qua trịnh thư ý vỗ vỗ lên vai cô bình tĩnh mới có thể chiến thắng mấy hôm nay mày đừng để ý đến anh ta chúng ta cứ chơi cho vui đã nói xong tất nhược san vào phòng tắm rửa mặt còn trịnh thư ý lướt màn hình điện thoại nhìn thấy khung chat của thời yến vẫn đang dừng lại đoạn đối thoại xấu hổ tối hôm qua dù tất nhược san không nói gì thì mấy ngày sắp tới cô cũng sẽ không để ý đến thời yến người đầu tiên mà trịnh thư ý gửi tin nhắn chúc mừng trên wechat chính là quan hướng thành tầm mười phút sau quan hướng thành trả lời tin nhắn là một tin nhắn thoại chúc con năm mới vui vẻ nhé bây giờ chắc đã là nghỉ tết rồi nhỉ trịnh thư ý trả lời dạ năm nay tụi con vẫn được nghỉ như bình thường đọc câu trả lời của trịnh thư ý quan hướng thành cảm thấy mấy cô gái bây giờ cũng thật cực khổ làm nghề nào cũng phải tăng ca quanh năm suốt tháng không hề nhẹ nhàng như ông nghĩ thế là ông nói vậy thì nghỉ ngơi cho thật tốt nếu rảnh thì mời cháu đến trường đua ngựa của chú chơi phải vận động nhiều một chút sức khỏe là tiền vốn lớn nhất Trịnh Thư Ý đáp lại: "Tốt quá, nếu còn có cơ hội thì con nhất định sẽ đến, con cảm ơn chú Quan trước." Quan Hướng Thành: "Con cứ tự nhiên, trường đua ngựa bên kia luôn có người trông giữ." Vừa khéo, Tất Nhược San đang đánh răng ló đầu ra, loáng thoáng nghe thấy tin nhắn thoại, liền hỏi: "Trường đua ngựa gì thế? Mày biết Quan Hướng Thành không?" Trịnh Thư Ý hỏi là cái người mà hồi xưa giáo viên dạy môn đầu tư luôn nhắc đến đấy có chút ấn tượng Tất Nhược San ngậm bàn chải đánh răng ồm ồm nói người vừa nãy là ông ấy à <cười> <cười> nói chuyện với Trịnh Thư Ý có bạn bè thế này Tất Nhược San cũng chẳng thấy kỳ lạ cô ấy gật đầu một cái rồi tiếp tục đánh răng sửa mặt chờ đến khi Trịnh Thư Ý gửi hết tin nhắn cho mọi người thì đã không còn sớm nữa Hai người cùng nhau chen chúc trang điểm phấn son, kéo dài đến giữa trưa, ăn cơm ở nhà xong rồi mới đi ra ngoài. Tết nguyên đán là lễ lớn, nên phàm chỉ cần ở chỗ có thể ăn cơm, đều chật kín người, chứ đừng nói chi là trung tâm thương mại. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đám đông chen chúc với nhau, trịnh thư ý và tất nhược san trở nên chùn bước. Hai người không thuộc nhóm người thích chỗ đông đúc, thế là vô cùng ăn ý quyết định không đến đó chịu tội nữa hay là đến đại học tài chính và kinh tế đi tất nhược san đề nghị hôm qua ăn xong tối quá nên không vào đó được hôm nay đúng dịp trường học vắng người bọn mình vào xem thử coi trường có gì thay đổi hay không hai người nói là đi ngay lập tức đón xe quay về trường đại học mấy ngày này bọn cô không muốn chen chúc với đám đông lúc đi đến trường đại học vừa khéo gặp lễ hội âm nhạc do sinh viên tổ chức ở sân vận động của trường hai người vui vẻ xem cả một buổi trưa chụp được không ít hình ngày hôm sau lại tốn cả một buổi chiều để làm móng tay và xem phim tối đến thì hai người ra bờ sông vừa ăn khuya vừa ngắm pháo hoa ngày ngày trôi qua vô cùng thoải mái và dễ chịu đây mới là ngày lễ trong tưởng tượng của bọn họ nhưng mà trong lúc đó tất nhược san luôn bận truyền thụ kinh nghiệm cho trịnh thư ý mày phải dè dặt lại để anh ta chờ đợi chờ đến khi lo được lo mất là tốt nhất tất nhược san ngồi ở quán vỉa hè bình chân như vậy không gửi tin nhắn không đăng bài nhiều hiểu không trịnh thư ý đang sắp xếp lại ảnh chụp mấy ngày hôm nay nghe tất nhược san nói thế trong lòng cũng không hiểu mấy Mày cứ nói như mày có kinh nghiệm lắm ấy Kinh nghiệm của tao Đương nhiên là nhiều hơn mày rồi Tao đâu có giống mày Chỉ cần chấm anh nào thì đa số đều là tao ra tay cả Cô ấy nghĩ nghĩ rồi hỏi Mấy hôm nay Anh ta liên lạc với mày không Trịnh Thư Ý lắc đầu Không có Nói xong cô lại bổ sung Ông ấy toàn thế thôi Tất <laughs> nhược san khẽ hừ một tiếng Vậy thì để anh ta chờ đi Tao không tin lát nữa anh ta nhìn thấy bài đăng của mày Mà không ngứa ngáy trong lòng Trong lúc nói chuyện với nhau Trịnh Thư Ý tiện tay đăng chín bức ảnh lên mạng Tất cả đều là ảnh bọn cô chụp mấy ngày hôm nay Vừa ăn được vài miếng Thì cô đã nhận được gần 10 like và bình luận Trịnh Thư Ý đặt đũa xuống Kiểm tra từng cái một Nhưng không hề nhìn thấy thời yến ngứa ngáy trong lòng Như tất nhược san nói Ngược lại cô còn thấy anh đăng một bài về kinh tế và tài chính cách đây một phút trước trịnh thư ý cảm thấy cách chiêu mà tất nhược san nói căn bản không có tác dụng đối với người như thời yến mày xem đi anh ấy vốn không thèm dính chiêu này đối với thời yến kỳ nghỉ tết nguyên đán này không có ý nghĩa gì đặc biệt vị trí càng cao càng khó có cơ hội được nghỉ ngơi mà trần thịnh thì lại càng thảm hơn anh ta cứ nghĩ thời Yến về nước đột xuất, còn mình ở lại Mỹ đại diện công ty tham dự tiệc tối. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh ta có thể đón Tết ở New York. Ai mà ngờ, dường như sau khi thời Yến về nước cũng không có chuyện gì gấp. Một đống công việc bỗng đẩy sang cho anh ta. Cùng mày đến ngày cuối cùng, thời Yến có hẹn với người ta, thế nên cuộc họp qua video tạm thời được gác lại. Cuối cùng, trần thịnh cũng có thể ngủ một giấc thật ngon mà bên này thời yến cũng không có chuyện gì quan trọng là con trai của quan hướng thành trở về quan tế khá giống quan hướng thành làm việc khiêm tốn cũng không có thói quen bày tiệc mời khách im ỉm về nhà điều chỉnh lại tình trạng lệch múi giờ đến ngày thứ ba mới nhớ ra nên ra ngoài hóng gió thế là gọi điện cho thời yến tết nhất thì ồn ào anh ta lại thích yên tĩnh Liên hẹn ba người bạn cùng nhau đến trường đua ngựa của nhà mình tụ tập mọi người đến đây để thư giãn đúng lúc thời tiết hôm nay khá đẹp ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông sưởi ấm cả người cũng khiến người ta dễ chịu hơn thời yến vừa đến liền nhìn thấy mấy người bạn đang nằm ườn trên ghế trông vô cùng thoải mái hoàn toàn không còn dáng vẻ cao quý như ngày thường chào hỏi với bạn bè xong anh cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ ngồi xuống tự nhiên tháo mắt kính đặt sang một bên xoa xoa sống mũi trong tầm mắt mơ hồ đồng cỏ mênh mông lọt vào mắt anh chỉ còn một mảnh xanh khô thời yến không xem điện thoại cũng không nói chuyện với bạn anh nhắm mắt lại dưỡng thần ngồi một lúc lâu bạn bè trò chuyện vui vẻ ra mặt nhưng thời yến vẫn không xen vào quan tế thấy thế thì hỏi sao thế? không sao hết. thời yến hờ hững, dáng vẻ chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì. anh duỗi chân ra, nhìn về bãi cỏ xanh ở trước mặt, ngắm mấy chú ngựa đang thong dong gặm cỏ. mây lững thững trôi, chậm chậm thay đổi hình dạng trên phông nền màu xanh. tiếng người trò chuyện bên tai càng lúc càng khí thế. quan tế như chợt nhớ ra cái gì, chạy đến phòng thay đồ lấy ra một cái hộp gỗ. Cái gì thế? Đám bạn ào ào nhau tới hỏi. Thị trường chứng khoán đang rối loạn, trái tim của tôi không chịu nổi. Quan tế không câu giờ, dứt khoát mở hộp gỗ ra, bên trong là mấy mặt Phật bằng ngọc. Ra đời va chạm nhiều, ngược lại càng thêm tin tưởng những chuyện này. Hôm qua tôi lên núi thỉnh về mấy cái. Có người cười trêu anh ta, cũng có người hùa theo quan tế. Dù là thời đại nào, nói đến những chuyện tâm linh thì vẫn có người kính sợ quan tế hớn hở xoay sang hỏi thời yến cậu đang nghĩ gì thế sao tôi thấy cậu mất tập trung như vậy thời yến không trả lời anh ta chỉ hỏi lại sao thế quan tế đặt hộp gỗ xuống trước mặt anh có phần của cậu đấy chọn một cái đi bọn mình làm nghề này trái tim lúc nào cũng như đang ngồi cáp treo thời yến không hứng thú mấy ngước mắt nhìn sang tiện tay cầm lên cậu tin ba cái này à quan tế nghiêm túc đáp mặc kệ thế nào cậu để an lòng thôi thật hả thời yến xoay xoay mặt phật phía sau còn khắc một câu cậu được ước thấy anh đeo kính lên khẽ cười cậu được ước thấy ư quan tế đáp ừ có thể hiểu là thế cậu đang mong muốn cái gì thì sẽ có cái đó lời vừa dứt thời yến ngước mắt chợt thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa cô nhẹ nhàng bước tới đi về phía này thời yến siết chặt món đồ trong tay hôm nay trịnh thư ý và tất nhược san định đến spa một chuyến đến chiều thì đi xem phim buổi tối sẽ tiễn tất nhược san ra sân bay kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày một cách mỹ mãn ai ngờ spa hôm nay lại rất đông khách lịch hẹn trước đã kín chỗ mà vé xem phim cũng không mua được vị trí ngồi có tầm nhìn tốt chỉ có vài ghế gần góc vắng vẻ hai người không muốn chấp nhận tạm bợ lại không có chuyện gì làm ngồi trong nhà một lúc mà không biết làm gì đến khi tất nhược san nhớ đến trường đua ngựa mà bữa trước cô ấy vô tình nghe thấy nhắc trịnh thư ý bảo muốn đi mở mang tầm mắt ban đầu trịnh thư ý có hơi do dự cô cảm thấy đột ngột đến đó thì không hay cho lắm nhưng hiếm khi có dịp tất nhược san đến đây chơi lại tò mò với trường đua ngựa thế nên trịnh thư ý gửi một tin nhắn thoại sang cho quan hướng thành không ngờ quan hướng thành lại đồng ý ngay ông nói để ông báo với người quản lý trường đua hai cô cứ đến thẳng đó là được thế là hai người đổi sang một bộ đồ thoải mái và dễ chịu hơn. Sau khi ăn trưa xong liền đón xe đến đó. Nhưng bọn cô không ngờ sẽ gặp Thời Yến ở đấy. Ban đầu, hai người không phát hiện ra có người ở phía bên kia. Vừa xuống xe liền vui vẻ bước vào. Bảo vệ gác cổng cũng đã được thông báo từ trước nên để hai cô đi thẳng vào. Trịnh Thư Ý ngẩng đầu nhìn sang chuồng ngựa bên kia. Tuy cách khá xa, không nhìn rõ mặt, nhưng cô vẫn có thể xác định bóng người mơ hồ đang ngồi trên ghế kia chính là thời yến cũng đúng lúc anh đang nhìn sang đây cách một khoảng vài chục mét bước chân trịnh thư ý bỗng nhiên khựng lại cả người bất động lúc bấy giờ tất nhược san mới nhìn theo tầm mắt của cô cả người cũng ngần ra theo má ơi cô ấy thì thảo đúng là duyên tới cô muốn cản cũng không cản được mà Trịnh thư ý vội vàng lấy lại tinh thần, vuốt vuốt tóc, định bước sang bên đó, thế nhưng tất nhược san lại kéo cô lại. Mày gấp cái gì hả? Cô ấy lặng lẽ liếc sang bên kia, rõ ràng nhìn thấy thời Yến đang nhìn về phía bọn cô, thế nên nói ngay. Tao bảo mày phải bình tĩnh, mày xem lời tao như gió thoảng bên tai đấy à? Đúng là người chưa bao giờ cưa trai, không hiểu chuyện gì cả. Mà ở bên đây, tuy thời yến là người đầu tiên nhìn thấy trịnh thư ý đến nhưng hành động lại không nhanh bằng quan tế khi nhìn thấy bọn cô ban đầu anh ta có hơi ngạc nhiên không ngờ trường đua ngựa tư nhân của mình cũng có khách lạ ghé thăm với thân phận là chủ nhà anh ta lập tức đứng dậy mang theo tâm trạng vừa hiếu kỳ vừa đề phòng bước sang bên đó thời yến đang định đứng dậy thấy động tác của quan tế còn nhanh hơn mình anh lại ngả người xuống ghế cầm ly nước hai chân bắt chéo đôi mắt dán chặt lên bóng lưng anh ta gắt gao lúc quan tế đến gần sau khi nhìn rõ gương mặt của hai vị khách vẻ mặt quan sát đối với kẻ xa lạ bỗng chuyển sang nụ cười thân thiện vô cùng tự nhiên hai cô đây là trịnh thư ý không biết người đàn ông này nhưng nhìn khí chất và thái độ ra dáng như một vị chủ nhà cô đại khái có thể đoán ra được thân phận của anh ta cô lơ đãng nhìn thoáng qua thời yến ở phía bên kia thấy anh vẫn ngồi trên ghế bèn giới thiệu đơn giản về mình rồi nói hôm nay đột ngột đến thăm tuy tôi có chào chú quan trước nhưng không ngờ các anh lại ở đây nên chúng tôi xin phép không quấy rầy nữa trịnh thư ý nói như thế quan tế lại nhớ đến ngày đầu năm vừa rồi lúc ấy anh ta vẫn còn đang bị lệch múi giờ sáng sớm đang ngồi uống trà với quan hướng thành anh ta loáng thoáng nghe thấy ông nói chuyện với người ta nói gì mà hoan nghênh đến trường đua ngựa chơi dù không quen biết nhưng từ trước đến nay quan tế tự nhận mình là quý ông gương mẫu đặc biệt là khi gặp người đẹp cho nên bây giờ không cần quan hướng thành thông báo anh ta cũng đã lấy danh nghĩa chủ nhà và quyết định phải chiêu đãi người ta thật tốt ngược lại bỏ mặc đám bạn tốt mà mình gọi đến đã đến đây rồi, trang trại lại lớn như vậy, không có quấy giày gì hết. Anh ta đưa tay, ra giấu mời hai người. Hai cô cứ thoải mái đi, hay là tôi dẫn hai người đi tham quan một chút nhé. Trịnh Thư Ý lại nhìn sang phía Thời Yến, khoảng cách khá xa, nhưng ánh mắt lại khẽ chạm vào nhau. Được ạ. À. Hai người bạn ngồi bên cạnh Thời Yến cũng tò mò nhìn sang một hồi, chờ mắt nhìn quan tế dẫn người ta đi về phía chuồng ngựa, hờ hững nhìn rồi lại trêu chọc. Tên quan tế này đúng là không đổi tính mà, vừa gặp người đẹp liền bỏ mặc bọn mình, cũng không thèm đưa sang đây giới thiệu một chút. Thời Yến vuốt ve mặt Phật bằng ngọc trong tay, lạnh lùng liếc bọn họ một cái. Ra như thế, sao mấy cậu biết là người đẹp hả? Không ai để ý rằng trọng điểm của anh có hơi sai. Một người bạn bị dẫn dắt theo ý của anh Tuy xa, nhưng nhìn tổng thể dáng người và khí chất thì chắc hẳn là không sai đâu. Một người bạn khác cũng cười nhìn sang Thời Yến. Sao? Cậu thấy tầm thường à? Thời Yến nhìn về phía ba người kia. Ánh mắt theo sát bọn họ gắt gao. Một hồi lâu sau mới hở hững đáp lại hai chữ. Cũng được. Hai người bạn vui vẻ hẳn lên. Quan tế mà nghe cậu nói thế chắc tức chết mất. Ai mà không biết ánh mắt cậu ta cao chứ Người bình thường đâu có lọt vào mắt xanh cậu ta Thật à Thấy ba người kia Đã đi vào chuồng ngựa Thầy Yến bông đứng dậy cúi đầu nhìn hai người bạn Thế các cậu có biết vì sao Đến giờ quan tế vẫn chưa lập gia đình không Câu hỏi này quá đột ngột Hai người bạn ngẩn ra một hồi Tò mò nhìn Thời Yến với dáng vẻ Xin được rửa tay lắng nghe Ánh mắt quá cao anh trả lời một câu không đầu không đuôi, sau đó đi về phía chuồng ngựa. Trong lúc đó, quan tế đã hỏi thăm thân phận và nghề nghiệp của Trịnh Thư Ý và Tất Nhược San, còn tiện thể tăng bốc một hồi. Lúc trước, tôi đã xem qua bài phỏng vấn của cô và ba tôi, lúc ấy tôi còn hỏi bài báo này của ai viết, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải làm quen với người đó. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau tất nhược san yên lặng đứng một bên thật ra cô ấy luôn giúp cô quan sát động tĩnh ở một nơi khác trịnh thư ý chăm chú lắng nghe quan tế nói chuyện tay tùy ý đặt lên hàng rào chắn nhẹ nhàng gõ gõ lên hàng rào chú ngựa trước mặt chính là chú ngựa đỏ mà lần trước trịnh thư ý đã từng cưỡi chiếc bờm dài được bện lại thành một bím tóc nên rất dễ nhớ dường như nó cũng có ấn tượng với trịnh thư ý nhìn ngón tay trắng nõn lắc lư trước mắt theo bản năng động vật nó bỗng ngẩng đầu lên cọ vào trịnh thư ý một chút cảm giác đám lông lá xồm xoàm vừa chạm vào hồi ức không mấy tốt đẹp bỗng chốc ùa về mạnh mẽ trịnh thư ý giật mình bất chợt rụt tay lại thấy cô như bị hoảng sợ quan tế vội vàng nói đừng sợ chú ngựa này ngoan lắm động tác này của nó cho thấy là nó rất thích cô đấy trịnh thư ý gật đầu đáp lại rồi thầm thì một mình cũng phải xem là ai cưỡi nó nữa nói xong cô buồn bã rên lên một tiếng nhìn ra bên ngoài thời yến đúng là bình tĩnh quá mức cô đến lâu như vậy anh rõ ràng đã nhìn thấy cô mà không thèm để ý đến tựa như không hề quen biết cô vậy Chuồng ngựa ở đây được xây theo kiểu mở. Tầm nhìn thông thoáng, cô có thể nhìn thấy bọn người thời yến bên kia, rõ một một. Anh ngồi ở đó, không hề nhìn sang bên đây, dáng vẻ bình thản, ung dung. Cô đang lầm bầm cái gì đó. Quan tế nghe không rõ mà anh ta cũng không để ý lắm. Trò chuyện với cô một hồi, liền vẫy tay gọi nhân viên đến. Hôm nay thời tiết cũng dễ chịu, hai người muốn cưỡi ngựa thử không? trịnh thư ý nhìn tất nhược san hỏi ý cô ấy bản thân tất nhược san vô cùng tò mò với trò cưỡi ngựa lại gặp được chủ nhà nhiệt tình với bọn cô như thế đương nhiên cô ấy sẽ không từ chối thế là cô ấy gật đầu đồng ý trịnh thư ý cười đáp được thế thì làm phiền anh quan rồi quan tế đáp đừng khách sáo hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len khá rộng rãi nên rất thoải mái nhưng chất liệu cũng khá là đắt anh ta vận động cổ và vai một lát nói hôm nay tôi cũng đến đây chơi nên cũng rảnh tôi có thể dạy hai người nhìn đi người ta mới gặp lần đầu thôi mà đã nhiệt tình như thế thời yến lại bình tĩnh ngồi yên như tượng phật trịnh thư ý vừa nghĩ đến là thấy tức cậu rảnh lắm à giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên thế sao cậu lại nôn nóng một hai gọi bọn tôi đến đây làm cái gì thế ba người đang đứng trong chuồng ngựa vội vàng quay đầu lại trịnh thư ý và quan tế đang đứng rất gần nhau ý cười bên môi vẫn chưa kịp thu lại ánh nắng từ bên ngoài hắt vào có hơi trói mắt thời yến đứng ngay cửa ra vào anh đứng ngược sáng cả người giống như đang chìm trong luồng sáng và tối tuy đang dựa vào cửa nhưng thân hình anh như được phác họa vô cùng rõ ràng cao lớn rắn chắc quan tế bị anh chặn họng không giải thích được nên nhất thời không biết phải trả lời thế nào thời yến không muốn chờ câu trả lời của quan tế anh nhìn sang trịnh thư ý sao em lại đến đây trịnh thư ý không biết làm thế nào cô cứ có cảm giác ánh mắt của thời yến có hơi đáng sợ cô vô thức lùi về sau vài bước buồn bã đáp lại trường đua ngựa này đâu phải của nhà anh tất nhược san đứng bên cạnh nghe thế vậy bỗng cảm thấy con nhỏ trịnh thư ý này không biết sao tự dưng lại thông suốt cuối cùng cũng chịu tiếp thu mấy lời chỉ dạy của cô mấy bữa nay lặng lẽ bật ngón tay cái với cô thời yến nghe thấy giọng điệu này của trịnh thư ý ánh mắt vốn dĩ đang nhìn cô lại thấy cô dượng sát người quan tế anh liền tiến lên vài bước đến gần cô thật ư nhưng chỉ cần tôi nói một câu thì em sẽ không vào đây được cô quả thật đã bị thời yến làm cho nghẹn lời vừa tức lại vừa tủi nhưng chưa kịp mở miệng quan tế đã chen vào hai người quen nhau à quan tế chẳng phải là thằng ngốc chỉ cần hai câu đối đáp của thời yến và trịnh thư ý là anh ta đã nhanh chóng nhận ra hai người này có quan hệ không tầm thường nhưng với sự hiểu biết của anh ta về thời yến thì tình huống không nên là như thế cái mùi thuốc súng khó giải thích này thực sự khiến anh ta nghĩ mãi mà chẳng ra thời yến nhìn thoáng qua quan tế dường như chẳng thèm để ý đến anh ta đi thẳng đến chỗ trịnh thư ý lúc này quan tế lại muốn làm dịu lại bầu không khí quay đầu nói với Trịnh Thư Ý, "Nếu đã là bạn của Thời Yến thì cũng chính là bạn của tôi, cô cứ tự nhiên như ở nhà mình là được rồi." Lời này của anh ta, Thời Yến nghe sao mà chói tai đến thế. Thời Yến nói một câu, "Chúng tôi thân nhau từ khi nào thế?" Trịnh Thư Ý nghe thấy lời này thì lại hiểu lầm, cố gắng nhịn xuống, nhìn Thời Yến rồi lại cắn răng nở nụ cười. "Đúng vậy, chúng tôi không quen nhau vừa dứt lời bước chân thời yến chợt khựng lại trịnh thư ý lại nói với quan tế làm phiền anh thế này đúng là không phải thời yến đứng trước mặt trịnh thư ý nhưng lại không nói gì ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô nhìn thấy anh cứ dán mắt nhìn trịnh thư ý tất nhược san đành nhìn sang chỗ khác nhưng tác phong làm việc của quan tế lại không giống bình thường anh ta bỗng nghiêng người ra đằng trước lên tiếng có gì mà không tốt chứ ba tôi đã bảo tôi phải chăm sóc hai người thật tốt rồi đi nào tôi đi tìm dụng cụ bảo hộ cho hai người trịnh thư ý lập tức nở nụ cười được vậy thì cảm ơn anh quan lúc đi cùng quan tế lướt qua thời yến cô hất cầm lên như muốn nói chủ nhà người ta đã mời tôi làm sao nào thời yến xoay người một tay nhét vào túi dõi mắt nhìn theo cho đến khi bọn họ đi ra khỏi chuồng ngựa. Một hồi lâu sau, anh khẽ hừ một tiếng. Vì bây giờ trời đang rét đậm, thời tiết lạnh hơn nhiều so với lần trước Trịnh Thư Ý đến đây. Nhờ cô mặc đồ thoải mái nên chỉ cần cởi áo khoác ra, mặc bộ đồ bảo hộ vào là xong. Trong phòng thay đồ yên tĩnh, Trịnh Thư Ý cúi đầu, loay hoay, mặc đồ bảo hộ có lẽ là do bộ đồ bảo hộ này khá phức tạp mà cũng có thể là do cô đang bực bội nên mặc cả buổi trời vẫn chưa xong trịnh thư ý cáo lên dứt khoát rút dây lưng ra bỗng nhiên màn cửa sau lưng chợt lay động hơi thở thuộc về thời yến mang theo gió lạnh len lỏi vào bên trong trịnh thư ý giật mình chưa kịp phản ứng lại thì sợi dây lưng trong tay đã bị người ta giật lấy ngay lập tức thời yến vòng tay qua eo cô nhanh chóng cài lại dây lưng vừa kéo vừa thắt cả người cô bị dây lưng kéo lại dựa sát vào lòng anh lưng trịnh thư ý dán sát vào người anh cả cơ thể còn bị hai tay anh vây chặt lấy trong căn phòng thay đồ chật hẹp tiếng hô hấp của thời yến sượt qua bên tai ngay cả chóp mũi của cô cũng vẫn vương hương thơm trên quần áo của anh anh không buông tay trịnh thư ý cũng không nhúc nhích hai người tiếp tục duy trì tư thế này tiếng hít thở càng lúc càng trở nên nặng nề và rõ ràng hơn và có người đang nổi trống trong lòng mãi đến khi giọng nói của thời yến nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu trịnh thư ý hai hôm trước không phải còn muốn ngủ với tôi ư sao hôm nay lại không quen rồi không khí trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp, dường như đã bị đông cứng, đóng băng trịnh thư ý, khiến cô không thốt nổi nên lời. Không phải là do cô không có gì để nói, mà là do quan tế đang đi sang đây. Khu thay đồ này bao gồm 78 phòng thay đồ nhỏ bên trong, không khép kín, chỉ ngăn cách bởi một lớp màn cửa dài chưa đến mét 7. Quan tế đứng bên ngoài, vừa lướt mắt nhìn là đã nhìn thấy đầu của thời Yến nhưng lại không thấy trịnh thư ý đã bị màn cửa che khuất cậu xong chưa quan tế đứng bên ngoài chỉ cách một tấm rèm cửa trịnh thư ý cảm thấy hô hấp cũng khó khăn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh đại não không kịp phân tích cô nín thở lại theo bản năng không dám lên tiếng không dám để người đứng ngoài phát hiện ra mình tựa như hai người đang lén lút gian díu với nhau vậy chưa xong. Thời Yến quay đầu nhìn quan tế. Cầu hối cái gì, hả? Trịnh thư ý gian sát vào lồng ngực anh. Anh vừa cất tiếng là cô liền cảm nhận được sự rung động ở ngay lồng ngực của anh. Một giây sau đó, trịnh thư ý cũng có cảm giác tê dại khó hiểu. Quan tế đang định nói tiếp, cất bước về phía bên này. Ở bên kia tất nhược san đã thay xong đồ bảo hộ đi ra cô bước tới nhìn một vòng quanh phòng rồi nói anh quan à cái dây lưng này bị làm sao thế tôi không thắt được tất nhược san vừa nghịch sợi dây lưng vừa đi về phía bên này quan tế không nghĩ ngợi nhiều lập tức đi sang thắt dây lưng giúp cô nửa phút sau quan tế đã thắt xong nhưng vì bị chuyện này xen ngang nên anh ta cũng quên khuấy đi chuyện vừa nãy chỉ ngừng đầu nói với thời yến cậu nhanh lên đấy nói xong định đi ra thì lại nhớ ra anh ta đưa mắt tìm xung quanh cô trịnh đâu rồi nhỉ cứ kệ nó đi tất nhược san cất giọng con nhỏ này lề mề lắm chúng ta đi ra ngoài chờ thôi quan tế không nghĩ gì nhiều gật đầu đồng ý lúc đi ngang qua phòng thay đồ nhỏ này ngón tay tất nhược san sượt qua tấm màn vờ như lơ đãng nhìn sang đúng lúc bắt gặp ánh mắt của thời yến nhưng không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy chột dạ quay đầu bước nhanh đi ra ngoài đến khi tiếng bước chân của hai người kia biến mất trong căn phòng trịnh thư ý vẫn còn đang căng thẳng đứng bất động trong tư thế cũ thời yến cúi đầu cái cằm lướt sát lại gần mặt cô cụp mắt nhìn cô nói chuyện đi đương nhiên trịnh thư ý không nói được lời nào không chịu nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm tấm ván gỗ trước mặt tay thì nắm chặt góc áo cổ hai người sát lại gần nhau khiến cho hơi thở cũng vấn vít đan sen vào nhau trịnh thư ý có thể cảm nhận được hơi thở của anh vậy thì anh nhất định cũng có thể cảm nhận được nhịp thở của cô đã như thế thì trịnh thư ý lười phải rằng co cô nghiêng đầu sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của thời yến thế anh có cho ngủ không cô dừng một lát rồi nói tiếp ngủ rồi có chịu trách nhiệm không hai giây sau đó chính là hai giây dài nhất cô từng trải qua trong đời này cô có thể thốt lên những lời này đều là do thời yến bức cô đến độ phá vỡ phòng tuyến tâm lý của mình còn anh lại cứ hở hững nhìn cô đưa ánh mắt ngạo mạn quan sát vẻ mặt của cô một lúc sau trịnh thư ý không nhận được câu trả lời của anh trái lại anh đưa tay trái lên khẽ nhéo lên mặt cô sau đó anh buông tay xoay người bước ra ngoài hành động này của anh khiến trịnh thư ý ngẩn người đứng đực ra trong phòng thay đồ một buổi trời rốt cuộc là anh có ý gì hả trịnh thư ý lề mề chỉnh trang lại một hồi lúc ra khỏi phòng thay đồ Tất Nhược San đang vui vẻ cưới một chú ngựa nhỏ màu nâu. Cô ấy nở nụ cười thích thú, giống như đã quên mất mình còn có một người bạn đang nằm trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Trịnh Thư Ý nhìn sang bên cạnh, hai người đàn ông xa lạ kia vẫn đang ngồi cách đó không xa, không có ý định đi sang đây. Còn thời Yến, anh đang đứng cạnh một chú ngựa. Trời đông ấm áp, đồng cỏ bát ngát xanh người còn rắn giỏi hơn cả ngựa anh chỉ đứng đó thôi cũng trở thành một bức tranh vô cùng bắt mắt nhưng trịnh thư ý vừa nhớ đến đợt ăn hành lần trước cô lẳng lặng rời mắt nhìn về phía quan tế quan tế đang trò chuyện với tất nhược san thấy trịnh thư ý đi ra thì vẫy tay với một người ở trong chuồng ngựa thả lỏng dây cương sau đó đi về phía trịnh thư ý tất nhược san nhìn sang không biết cô ấy nói gì với quan tế mà giữ luôn người ở bên đó. Sau đó tất nhược san hất cầm với trịnh thư ý, dùng ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu để truyền tin. Trịnh Thư Ý yên lặng lắc đầu Cô không hiểu Không muốn hiểu gì hết Đang suy nghĩ Không biết từ lúc nào Thời Yến đã dắt ngựa thong rong Đi đến bên cạnh cô Lên ngựa đi Cô nhìn Thời Yến nở nụ cười gượng gạo, lùi về sau một bước. Không được, em đến đây hòng gió chút thôi, chứ không muốn cưỡi ngựa. Thời Yến gật đầu. Tự em lên, hay để tôi giúp? Đôi cô bất chợt lại nhói đau. Khóe môi trịnh thư ý dần dật, cô cất giọng khô khốc hỏi anh. Không còn lựa chọn bình thường khác à? Trong lúc nhất thời, Thời Yến không hiểu ý cô là gì. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Trịnh Thư Ý cảm thấy vô cùng hối hận, lập tức nói tiếp. Thế thì anh ôm em đi, em muốn kiểu ôm công chúa ấy. Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, cặp mắt kính vắt ngang sông mũi của thời Yến khẽ lóe sáng. Trịnh Thư Ý không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng cô lại nhìn thấy anh nở nụ cười. Ánh nắng vàng rực chiếu trên gọng kính, khiến nụ cười này càng thêm trói mắt. Thời Yến không phải là người thích cười. Quen biết anh bao lâu nay, số lần cô nhìn thấy anh cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh bỗng dưng thế này trong lòng Trịnh Thư Ý trở nên run rẩy. Thế anh đi đến đây thật. Trịnh Thư Ý đi lượn một vòng, tự mình dẫm lên bàn đạp rồi leo lên lưng ngựa. Khi cô vừa cầm chắc dây cương, sau lưng bỗng chốc trầm xuống, hơi thở thuộc về thời Yến lại ập đến trịnh thư ý hoàn toàn không hề bất ngờ khi thời yến cưỡi cùng một con ngựa với cô nhìn vẻ mặt vừa nãy của anh chồng cũng khá giống với người ở dưới đất dắt ngựa cho cô nhưng anh hôm nay rất đàn ông thong dong cưỡi ngựa lững thững dạo bước bên hàng rào cách nhóm người quan tế khoảng cỡ trăm mét thỉnh thoảng có vài ngọn gió mang theo hương cỏ thơm thổi tới khẽ vuốt mái tóc của trịnh thư ý rồi lướt nhẹ trên gương mặt thời yến. Bọn họ như đang tản bộ, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng. Qua một lát sau, trong lúc Trịnh Thư Ý nghĩ rằng thời gian cứ mãi tĩnh lặng như thế, thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của anh. "Sau này em đừng tùy tiện nói mấy câu như thế nữa." Trịnh Thư Ý tròn mắt. "Dạ." Tôi không phải là liễu hạ huệ. Trạng vàng, Trịnh Thư Ý tiễn Tất Nhược San đến tận cửa kiểm tra an ninh. Trước khi đi, Tất Nhược San vẫn tận tình dặn dò cô. Đừng quên những gì tao nói đấy. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, có biết không? Thả dây dài, câu cá lớn. Trịnh Thư Ý luôn miệng đáp. Biết rồi, biết rồi. vội vàng đuổi cô đi vào cửa an ninh. Sắc trời sụp tối, sáng chiều cuồn cuộn ở phía chân trời sảnh sân bay tấp nập người đến người đi vội vội vàng vàng mấy ngày nghỉ chớp mắt đã trôi qua trịnh thư ý một mình trở về nhà tắm rửa dọn dẹp sơ lại căn phòng trời vừa sáng lại bắt đầu một ngày làm việc mới mọi người quay về làm việc với gương mặt bơ phờ tựa như vẫn chưa lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ sau bữa trưa trịnh thư ý nằm lên bàn đánh một giấc hứa vũ linh đi ngang qua bàn làm việc của cô bỗng lên tiếng hỏi thư ý cô có về vụ thành ăn tết không trịnh thư ý ngẩng đầu ánh mắt mang theo chút đề phòng xen lẫn sự hoang mang tôi không về ồ hứa vũ linh hỏi tiếp sao thế trịnh thư ý vì tôi không phải là người vụ thành hứa vũ linh xấu hổ cười cười nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt mà nói tiếp hóa ra là do tôi lầm không phải vụ thành là nơi sinh ra nhiều người đẹp hay sao tôi cứ tưởng cô là người vụ thành ấy chứ nói xong cô ta cầm ly rời đi một loạt hành động này khiến khổng nam ngồi bên cạnh cũng hết hồn cô ta nói nhiều như thế chỉ để khen cô thôi à mọi người chẳng ai biết dạo gần đây hứa vũ linh bị cái gì nhưng mấy lời này của cô đã nhắc Trịnh Thư Ý và Khổng Nam một chuyện. Năm nay Tết đến sớm, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi. Trịnh Thư Ý vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra vé, rồi tiện tay đặt vé luôn. Nhưng lúc thanh toán tiền, cô lại thở dài. Đúng lúc người bên cạnh cũng thở dài một cái. Trịnh Thư Ý quay đầu sang, cô và Khổng Nam nhìn nhau. Ba mẹ cô cũng hối cô lấy chồng à? Khổng Nam hỏi. Chỉ một ánh mắt, cả hai lại cùng ăn ý thở dài một hơi. Bốn dĩ Trịnh Thư ý ở tuổi này hoàn toàn không ngờ mình lại thấy phiền não về việc cưới sinh, nhưng cô lại có một đứa em họ nhỏ hơn cô hai tuổi, không biết làm sao mà năm trước lại rơi vào bể bình hoàn thành mục tiêu kết hôn sinh con chỉ trong vòng chín tháng. Năm nay bé con đã bi bô tập nói mỗi lần ba mẹ trịnh thư ý chơi với bé thì lại càng thấy thích càng mong được bế cháu hơn hai ông bà bỗng nhiên trở thành người khác mỗi lần gọi điện thoại với cô đều không thể lệch khỏi chủ đề kết hôn này sợ gì thì gặp đó trịnh thư ý vừa mua vé máy bay ba mẹ ở nhà đã gọi điện đến cô bỗng có dự cảm chẳng lành trịnh thư ý đi đến phòng trà nước mới dám nhận điện thoại alo sao thế mẹ Ý Ý à, khi nào con về? Mẹ Trịnh Thư Ý là giáo viên ngữ văn cấp 3 lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng ấm áp, khiến người khác cảm thấy bà không bao giờ biết nổi nóng, nhưng cũng chỉ có những người thân thiết mới có thể nhận ra thái độ của bà thông qua giọng nói ấy. Ví dụ như bây giờ, Trịnh Thư Ý biết rõ lời của bà mang theo ý khác Năm nay hơi bận nên có lẽ con sẽ về muộn hơn mọi khi ồ thế à thế thì tốt con về trễ cũng không sao chuyện là con trai của hiệu trưởng trường mẹ ấy con có nhớ không lúc bé hai đứa đã gặp nhau rồi đấy hè năm nay thằng bé ấy vừa đi du học về hôm qua mẹ nghe nói nó cũng đang làm việc ở giang thành mẹ thấy hai đứa con đi làm xa nhà cô đơn chi bằng hôm nào gặp nhau chuyện trò vừa hay kết bạn luôn khóe môi trịnh thư ý lập tức trễ xuống mẹ Ý mẹ là xem mắt ấy hả? Sao con nói thế, là làm quen bạn mới. Mẹ, thứ nhất, con không cô đơn, con bận rộn nhiều việc lắm. Thứ hai, con đã có bạn trai rồi, nếu đi làm quen với bạn khác giới thì anh ấy sẽ giận. Được rồi, mẹ còn không hiểu con à? Mẹ cô cười. Lúc nào con cũng nói có bạn trai mà cô thấy con dẫn về nhà đâu, không lẽ nó xấu đến nỗi không dám gặp người khác. Thế thì không thể nào. Ánh mắt của con giống mẹ Mẹ biết mà Không phải đâu mẹ Con có bạn trai thật mà Thế nghỉ Tết con dẫn về nhà đi Người ta bận lắm Thật không Bao nhiêu tuổi rồi Trịnh thư ý vô thức trả lời ngay 27 Nhà làm gì Mở ngân hàng Thế con gửi cho mẹ vài tấm hình xem Trịnh thư ý đột ngột dừng lại vì bây giờ cô mới bình tĩnh lại phát hiện ra rằng đối tượng nãy giờ mình miêu tả là ai cô ngây ngẩn cả người thấy cô im lặng mẹ cô lại nói hình mà cũng không có ư ừ. con bé này chỉ biết nói điêu trịnh thư ý vội vàng đáp lát nữa con gửi cho mẹ sau con đang bận cúp máy đây trở lại bàn làm việc vừa quay đi trịnh thư ý đã quên mất lời mẹ dặn kéo gối ôm nằm xuống bàn lúc cô còn đi học thì ba mẹ quản nghiêm suốt ngày chỉ mong cô nổi đầy mụn vì sợ gương mặt này của cô sẽ bị đám con trai dòm ngó mất lên đại học ông bà lại căn dặn cô học cho giỏi bây giờ không phải là lúc yêu đương ai ngờ tốt nghiệp chưa được bao lâu hai cụ đã lại muốn ôm cháu vừa tỉnh ngủ điện thoại lại vang lên mẹ cô gửi mấy tin nhắn liên tiếp hình đâu nhanh gửi cho mẹ coi nào để mẹ xem có đẹp trai bằng con trai của hiệu trưởng không trịnh thư ý nhìn điện thoại như chợt nhớ đến cái gì cô mở mạng nội bộ lên mở tư liệu ảnh của buổi họp báo ngân hàng minh dự lần trước tải xuống hai tấm ảnh của anh không bị dính logo dưới ống kính hd vẻ mặt thời yến nghiêm túc nhưng lại mang theo chút kiêu ngạo vô cùng bắt mắt khiến những người trong bức ảnh chỉ là làm nền cho anh Trịnh Thư Ý vô thức ngắm tới ngắm lui hai tấm ảnh này. Cô bỗng cảm thấy, coi như không quan tâm đến những vấn đề khác, chỉ cần nhan sắc thôi thì cô có làm mợ cũng chẳng lỗ lã gì. Khóe môi chợt cong thành một nụ cười, cô gửi hình sang cho mẹ. Mẹ xem đi, xem đi nè, con rể mẹ đấy. Sau khi gửi xong, qua vài phút sau mà bên kia vẫn chưa trả lời lại. Ngay khi Trịnh Thư Ý tưởng rằng mẹ cô bị sốc, thì cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm. Mẹ cô gửi sang cho cô một tấm hình của Lưu Đức Hoa. Biết ai đây không? Trịnh Thư Ý gửi lại một dấu hỏi. Ba dượng của mày đấy. Rõ rành rành, mẹ Trịnh Thư Ý hoàn toàn không hề tin lời giải thích này của cô, mà cô lại không lấy ra được bằng chứng chắc chắn nào. Thật ra, nếu muốn tìm đại một người bạn khác phái nào đó để lừa mẹ cô cũng không phải khó nhưng với sự hiểu biết của cô về ba mẹ mình vở kịch này một khi đã mở màn thì phải tiếp tục diễn đến cùng dùng vô số lời nói dối chỉ để che lấp một lời nói dối nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy phiền phức đành thôi vậy mà mẹ của Trịnh Thư ý chính là kiểu người nói là làm chưa đầy hai ngày bà đã sắp xếp mọi chuyện đau vào đấy Chiều thứ tư, Trịnh Thư Ý nhận được một loạt tin nhắn từ mẹ mình. Sắp xếp cho con xong rồi đấy. 6 giờ chiều thứ bảy tuần này, đi gặp người ta đi. Mẹ đã chọn một chỗ nằm ở giữa chỗ làm việc của mấy đứa. Nhà hàng Lang Kiều ở bên khu CBD Giang Thành. Nhà hàng này đắt tiền lắm. Con nhớ phải mời lại người ta cho được được một xíu. Nếu không đủ tiền thì nói mẹ. Mẹ gửi huy chát trai đẹp sang cho con. Con không ép anh ấy đâu. Trịnh Thư Ý nói mày không ép rồi đến lúc đó sao biết người ta ép thế ngại lắm con không ép bực rồi mày cứ tới đó tìm người đẹp trai nhất là được mày cũng biết đấy người bình thường đâu thể lọt vào mắt mẹ nhưng thằng nhóc này rất được hơn mày mấy tuổi hồi còn học ở trường mẹ là một nhân vật lẫy lừng đấy từ nhỏ người ta đã được mấy đứa con gái yêu thích hết cách rồi mấy đứa đẹp trai toàn thế học cũng giỏi lắm người ta học thẳng lên tiến sĩ đã thế còn đi du học là một người rất có lý tưởng hơn nữa người ta còn lễ phép hiếu thuận còn tự lập nữa đừng thấy thằng nhỏ là con nhà giàu nhưng từ khi lên đại học đã tự nuôi sống bản thân thằng nhóc này rất tự lập trịnh thư ý nhìn màn hình không ngừng hiện lên dòng chữ đối phương đang soạn tin nhắn cô vội vàng xen ngang con biết rồi mẹ con sắp vào họp rồi đây mẹ cô nhắn lại một tin được con gái ngoan tin mẹ đi, không sai đâu, con sẽ thích thằng nhóc này thôi. Gửi mọi lời chúc tốt đẹp đến cho con. Họp đúng là có một cuộc họp. Trịnh Thư Ý giận đùng đùng, sách laptop đứng dậy, đưa tay lật úp điện thoại xuống mặt bàn. Các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục đến lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.